Phía dưới này của em là cái mạc xuân thì chắc là Tết nó mới ra hoa. Khu vườn này khá là rộng. Mùa này cây đang phát triển rất là tốt. Nó đang mở lá để chuẩn bị tháng 9 nó nghỉ. Cái này rất là nhiều. Cái mạc xuân em vẫn bán là 80.000 một cân bao ship. Mấy bông thu lan cũng lác đác lở rồi. Đấy, thu lan thì cũng khá là nhiều màu nhưng mà nó không đột biến nhiều đâu ạ. Thu lan cũng 80.000 cân. Khu này em đang cây đang phát triển tốt. Hôm nay em không bị thối vì em rắc nhiều giò. Em vui. Chào các bác, hôm nay em rảnh em lại về vườn thăm cái vườn địa lan của em. Thu lan đang tung bay trong gió mùa thu. Đây là những bông thu lan các bạn, nó khá là nhiều màu đấy. Cái thu lan thì cánh nó hơi bị úp xuống. Hôm nay một màu hơi hồng hồng. Đấy, cánh nó hơi là dài. Phát mạc xuân thì thu lan nó không đẹp bằng. Hôm nay thì màu nó nhạt hơn một tí. Thu lan thì em vẫn chỉ bán là 80.000 một cân thôi các bác nhé. Nếu các bác cần chơi hoa thì em nhổ luôn cây đăng hoa gửi cho các bác. Xem có bông nào xinh xinh thì đây. Cái cần của thu lan thì nó cũng ngắn thôi. Để nhìn sát cái bông hoa thì nó như này. Tuy nhiên cũng có những bông thu lan sổ số. Cây này thì nó ra một cái màu vừa hồng vừa xanh. Nó lụ nó cũng xanh ngay lúc đầu. Đấy. Hôm nay bác nào lấy thì em bán 200 bao ship. Thu lan nó cũng sổ số nhưng ít lắm. Cái cần thu lan khi sổ số nó xanh lè này. Đấy. Đây nhà em đang nở bung bét rồi. Vì nếu mà lúc chưa nở thì em khó phát hiện lắm. Vì lá nó so với mạc xuân thì nó cũng tương đối như nhau. Đây khu vườn của em đây là đa phần là mạc xuân là chính. Tiếp tục ngó cái bông thu lan này cũng không đặc biệt lắm. Đấy, mạc thu. Khu mạc xuân này thì tầm tháng 9 thì nó sẽ mở hết lá và nó sẽ nghỉ ngơi rồi đợi nụ và hoa. Vườn của em năm nay khá là sạch và ít cỏ. Năm nay em làm cỏ được các bác. Đấy, khu mạc xuân bên này thì em trồng mau hơn này. Giờ đấy là cũng có nhiều giống ấy. Tuy nhiên là đợt này em chống lấm tốt, vôi bột nhiều, do nhiều cho nên cũng không vấn đề gì. Bên này là cây rau bò khai. Rau bò khai ở chỗ em cũng ra quanh năm. Há mít ngọn cái này về xào các bạn. Ngọn ở đây. Cái này cứ hái nó lại mọc. Này ăn rất là ngon. Còn đây là cái khu lan đột biến của em và những cái lan thường. Em trồng cũng vẫn bằng những cái vỏ thông xịn sò ấy. Còn mấy giò to to thì để mang ra treo ngoài đường bán các bạn. Đây bày một giò ra đường bán thì người ta đi qua đường người ta sẽ phát sinh nhu cầu và mua lan. Cũng vui phết các bạn. Mình bán ăn thường thôi, đây em cứ ươm ki rồi nhân giống rồi trồng thôi. Còn đây là HO. Còn đây là Phú Thọ, em đợt những cái cây xấu xấu đây này. Đấy. Xấu xấu em mang về em ươm rồi em vẫn cứ chăm chỉ chăm sóc. Năm nay em không bón phân. Không phải là không ấy mà năm nay em không thích bón phân vì mưa nhiều quá. Đấy, vườn em không bị thối nhũn gì đâu. Cây xanh đẹp lắm. Các giỏ lan phát triển rất là tốt. Đấy, kiếm trắng Điện Biên thì năm nào cũng tách bán. Bây giờ em bán 200 một thân thôi các bác nhé. 200 một thân kiếm trắng Điện Biên. Lá nó không bị vặn vẽ xuống đâu. Nó toàn dựng đứng lên này. Bên này là cây. Bên này là đợt trước là. Bên này là vị hoàng. Bên này là vị hoàng. Còn cây này là cây vàng quang hanh. Còn cây này là cây tuyết ngọc.
tuyết ngọc thì 100 một thân bao ship đấy, chủ yếu lan thường nhưng mà năm nào em cũng trồng, vẫn cứ trồng và nhân giống. Vườn em lúc nào cũng kín hết, gọi không có lúc nào vườn bị trống. Bên trên là phong lan, còn bên dưới thì em trồng địa lan, nhưng mà em trồng địa lan bên dưới em trồng rất là thưa, bởi vì là cái nước ở trên giỏ xuống là nếu mà trồng dày nó sẽ bị thối. Chỗ này không bị nước vào thì em mới trồng dày đây này, trồng vào cái rành này cũng khá là rẻ tiền. Đây là cây vị hoàng nhưng mà đẹp thế nhỉ. Vị hoàng đợt trước là nó vị hoàng 100 một thân. Em còn có cả cây này đợt trước là đổi với bác kia, bác bảo vị hoàng nhưng mà nhìn không giống tí nào, nhưng mà chưa ra hoa cho nên em không bán, để chơi thôi. Đấy, Điện Biên thì cứ tách đi. À đây là cây, cây này là cây ấy của em, cây này là cây cây Thủy Trơn Bắc Cạn của em đây, Hồng Ngọc Bắc Cạn này. Cây này 200 một thân các bác nhé, trước em bán toàn 1 triệu một thân đấy, vẫn còn được 2 chậu làm giống là may mắn lắm rồi. Cái Hồng Ngọc Bắc Cạn em nó cũng giống như cái Điện Biên đấy, lá nó cũng không bị vọng xuống đâu, to lắm, đều là cái dòng lô hội củ to. Lô hội nó có dòng củ to dài và loại củ bé như là Tuyết Ngọc hay Vàng Cánh Bầu Hải Phòng nữa. Những cái vùng cây kiếm ở những cái vùng đồng bằng thì đồng bằng thì đa phần là lá củ nhỏ, còn ở trên những vùng cao như em nó lạnh thì củ to lắm. Còn đây là cây anh Kim Thái Nguyên, năm nào cũng tách đây. Anh Kim Thái Nguyên cũng là một giống thân thủ khá to. Cây này em bán 150 một thân. Bác nào lấy thì em tách. Rồi em cảm ơn các bác. Đấy, hoa lan thì em coi nó là một nghề cho nên là khu vườn này thì làm bằng sắt cũng rất là công phu cầu kỳ, nên là không bao giờ bỏ, cứ trồng các bác. Nên khi có hoa thì mình mang ra đường mình bán. Bác nào ở trên xong rồi giao lưu với các bác ở trên mạng.